soi kèo World Cup hôm nay, kèo Ecuador vs Senegal, đương kim vô địch châu Phi buộc phải thắng. Senegal khát khao chiến thắng để đi tiếp World Cup 2022 nhưng Ecuador là đối thủ không dễ đánh bại qua hai màn trình diễn ấn tượng từ đầu giải. Hạ Qatar 3-1, Senegal thắp lên hy vọng lọt vào vòng mùng 1 tháng 8, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay thầy trò huấn luyện viên Ali Ossis khi họ buộc phải vượt qua Ecuador ở trận chiến sinh tử. Rõ ràng, World Cup 2022 là giải đấu khó khăn đối với nhà vô địch châu Phi. Họ sớm mất chủ công Sadio Mane vì chấn thương. Tiếp đó là thất bại kém may mắn ngày ra quân trước Hà Lan. Dẫu vậy, 3 điểm lấy được từ tay đội chủ nhà cũng tiếp thêm liều doping tinh thần cho những chú sư tử vùng Teranga. Điểm mạnh của Senegal chính là nền tảng thể lực cực tốt, lối đá nhanh và không ngại va chạm. Tuy nhiên, cũng giống nhiều đội bóng châu Phi, khi đối diện áp lực tâm lý, học trò huấn luyện viên Sis thường nóng vội, xử lý cầu thả. Gặp Qatar, nhà vô địch CAN 2022 áp đảo trên mọi thông số, nhưng chạm trán Ecuador sẽ hoàn toàn khác, một bài kiểm tra đầy sức nặng với Senegal. Thủ môn Galíndez mới chỉ phải đối mặt với 7 cú sút qua 2 trận đầu vòng bảng. Số liệu trên cho thấy, hàng thủ đội bóng Nam Mỹ được tổ chức tốt. Chắc chắn khâu phòng ngự, Ecuador cũng sở hữu những mũi khoan phá lợi hại trên hàng công. Tiêu biểu là Ener Valencia, người ghi 6 bàn gần nhất cho đại diện Nam Mỹ tại các vòng chung kết World Cup. Sau chấn thương đầu gối gặp phải cuối trận Hà Lan, khả năng ra sân của đội trưởng Ecuador còn bỏ ngỏ. Nếu Valencia không thi đấu, đó sẽ là tổn thất lớn của đoàn quân Lachi. So với Senegal, Ecuador có khả năng kiểm soát bóng tốt, thiết lập được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Trong bối cảnh đối thủ buộc phải lao lên, cơ hội ghi bàn sẽ mở ra cho thầy trò huấn luyện viên Gustavo Alfaro. Tỷ lệ châu Á, Ecuador chấp 1/4, 0/1/4. Tỷ lệ bàn thắng, 21/4. Dự đoán, Ecuador thắng 1-0. Thông tin bên lề Ecuador vs Senegal. Senegal đánh bại Ecuador trong cả hai lần chạm trán trước đây khi đá giao hữu. Nếu không thua, Ecuador sẽ lần thứ hai trong lịch sử vượt qua vòng bảng World Cup. Senegal chưa biết đến chiến thắng trong hai cuộc đụng độ với đại diện Nam Mỹ ở World Cup, hòa Uruguay 3-3 năm 2002 và thua Colombia 0-1 năm 2018. Đội hình dự kiến Ecuador vs Senegal. Ecuador, Galíndez, Corozo, Torres, Hincapi, Preciado, Mendes, Caicedo, Estupinan, Plata, Sarmiento, Estrada. Senegal, Mendy, Sabali, Koulibaly, Diallo, Jacobs, Sa, Mendy, Wei, Diata, Zia, Didio.